Ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đội cảnh sát giao thông trật tự công an phường 26 quận Bình Thạnh và trung tâm y tế quận Bình Thạnh triển khai kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe tại bến xe miền Đông cũ. Tổ công tác kiểm tra đối với xe khách HL biển kiểm soát 50F chạy lộ trình thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội. Tổ công tác phát hiện nam tài xế tên Lê Long Hát, tên viết tắt 53 tuổi ngụ tại quận 4, có nồng độ cồn trong hơi thở. Qua kiểm tra định lượng, nồng độ cồn của tài xế H là 0,110mg trên lít khí thở. Tài xế H cho biết tối hôm trước có sử dụng rượu bia. Qua ngồi uống 2-3 ly à, nhậu chơi thôi tại không biết còn nồng độ. Nếu biết đã không chạy xe ra, giờ người còn có nồng độ cồn thì phải chịu thôi, nam tài xế cho biết. Tổ công tác cũng kiểm tra ma túy đối với tài xế H và cho kết quả âm tính. Sau đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế H, tạm giữ giấy phép lái xe 11 tháng, đồng thời buộc xuống hành khách, hàng hóa và tạm giữ phương tiện. Trong buổi sáng, tổ công tác đã kiểm tra tổng cộng 14 phương tiện xe khách và chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp vi phạm.